rất là chật chội luôn. Và em chào toàn thể các bác nhá. Đây các bác sẽ cùng xem xe 4 chỗ Vios, nhưng mà sẽ chứa được những gì các bác nhá. Đấy. Về bản thân của bác chủ thì ngồi tạm chỗ nào cũng được. Đấy, tất cả là để cho sản phẩm. Em ơi, em phải để ngang ra bánh xe đi về trước hay để thế? Ừ, để thế cũng được. Em quay cái mặt vào đằng trong, em ơi, trước này. Em quay cái mặt về đằng sau này thì nó mới nặng, về đằng này thì nó mới không bị xô, em hiểu không? Trước kia nó nặng, nó xô về trước. Em sáng ra ngoài. Đấy. Đây em giới thiệu các bác nhá. Ba quả loa bát 30 để đằng sau. 1 2 3 quả. Đấy. Một hộp mic. Đấy. Và đây một quả 30 nó để ở đây. Đấy. Chỗ này là có một bác ngồi, thế thôi ạ, chỉ thế thôi. Đây là một quả súp. Súp DMX các bác nhá, bát 50. Lúc về đấy cái cửa đằng sau không vừa, đi từ cửa trước, gập ghế xong đưa về đằng sau các bạn. Thấy chưa? Đấy. À, tất cả vì niềm đam mê thôi các bạn. Ở đây, thủ đô các bạn. Đấy, đúng này. Cho vào là xong. Cho cách để tí kê đây. Cứ tí kê được. Để nhập lên thôi. Lên đi. Ôi, được rồi. Xe này mà chở bia chắc phải được 20 két nhỉ. Rồi, đấy. Còn lấy cái xốp kê xong là nếu cần thiết em lấy cho anh cái dây em buộc móc vào cái ghế này, em hiểu không? Đấy. Anh ơi, cho anh có vào số chưa? Đấy. Có thoải mái không? Ok chưa? Lúc nào nó cũng đẩy về đằng trước. Nhìn gương đấy nhá, để ý là nhìn gương đi xe phải có gương đầy đủ. Đấy. Con là tuyệt vời luôn, các bác rất là nhiệt tình. Cháu ơi, đi từ đây vào Đà Nẵng thoải mái. Đấy các bạn. Con là chắc chắn, em xếp đằng sau nhá, tuyệt vời rồi này. À, ghế này thì là nhất trí à, để em xem ngồi vị trí thoải mái không? À, vâng, rất thoải mái các bạn. À, được cái để tay nữa, à, đây mà có bát phở đây ngồi ăn cũng được các bạn. Đấy. Có bát phở đây ngồi đây để đây là thành cái bàn các bạn này. Đây là quả súp. Đấy. Chủ yếu mỗi cái tủ đồ đằng trước này thôi. Đấy, anh em phải buộc thật cẩn thận. À, như này gương nhìn tốt các bạn. Cửa. Ok. Cửa. Em nghĩ là chắc chắn là vừa rồi. Đóng chắc cửa chứ. Đấy. Nhà thế. Rồi, một nữa xin cảm ơn rồi. Toàn thể các bác. Ok đấy. Từ từ nhá. Ra để cho kính nhớ chạm mở chìa khóa lên đất không cho kính để lấy cái dây buộc vào cổ đây cho anh. Đấy, cảm ơn thầy em. Thầy Lan rất nhiệt tình. Ok, xin cảm ơn các bác nhá. À, chúc các bác ra về may mắn. Em cảm ơn anh.